Subi Tiến Dũng xin chào tất cả mọi người nhé. Và hôm nay Subi Tiến Dũng tiếp tục công việc đi quay con bò cho các bạn xem này. Đó, một con bò rất là đẹp luôn, xem các bạn. Và các bạn cùng xem tiếp video nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Subi Tiến Dũng nha. Ok, các bạn xem video thấy hay thì nhớ like nha, nhấn vào nút like và đăng ký kênh ủng hộ cho Subi Tiến Dũng nha. Đây, con bò rất là đẹp luôn.